Thưa quý vị, nhân dịp đầu năm mới Nhâm Dần 2022, sáng nay, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm chúc Tết và kiểm tra tình hình sản xuất đầu năm tại một số đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đến thăm các em nhỏ không may mất cha mẹ do COVID-19 tại trường nội trú FPT, Bí thư Thành ủy ân cần gửi lời chúc năm mới và động viên các em tiếp tục phấn đấu vươn lên, nỗ lực cố gắng trong học tập, đề nghị nhà trường tiếp tục làm chỗ dựa vững chắc để các em có thêm niềm tin, nghị lực trong cuộc sống. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn phần mềm FPT Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc mừng những kết quả nổi bật trong năm qua của công ty như doanh thu lĩnh vực xuất khẩu phần mềm đạt hơn 1.500 tỷ đồng, đóng ngân sách nhà nước gần 400 tỷ đồng, cũng như tích cực đồng hành cùng thành phố trong công tác an sinh xã hội, phòng chống dịch. Bí thư Thành ủy tin tưởng với những thành tích đạt được cùng những định hướng đúng đắn, FPT Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy đoàn kết, năng động sáng tạo trong hoạt động kinh doanh, thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Thăm và chúc Tết tại công ty trách nhiệm hữu hạn Epofim Đà Nẵng, khu công nghiệp Hòa Cầm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận đánh giá cao nỗ lực của doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, vừa duy trì sản xuất, đảm bảo đời sống người lao động, nhất là chăm lo đời sống cho công nhân trong dịp Tết Nguyên đán, đồng thời mong muốn doanh nghiệp sẽ tiếp tục khắc phục những khó khăn, đạt được nhiều thành công mới trong năm nay, đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố Đà Nẵng.